Quý vị và các bạn thân mến, hiện tại thì Trúc Giang đang có mặt tại quầy tuyển sinh của trường MIS. Và đứng bên cạnh Trúc Giang đây là chị Lâm Thanh Trúc, là đại diện tuyển sinh của trường. Và thưa chị Trúc, thì trong những năm qua MIS đã nhận được sự tín nhiệm của các bạn học sinh cũng như là các bậc phụ huynh. Thì không biết là trong năm 2013 này trường có những cái ưu đãi gì dành cho các bạn sinh viên hay không thưa chị? Xin chào tất cả các bạn. Thì chúng tôi là Học viện Marketing Singapore MIS và là trường chuyên đào tạo về lĩnh vực sale và marketing. Và MIS rất là tự hào vì đã đào tạo được hơn 50.000 nhà marketing cho Singapore. Và khi mà nếu như mà các bạn làm hồ sơ du học Singapore tại Tân Đại Dương là đại diện tuyển sinh chính thức của MIS tại Việt Nam thì các bạn sẽ có những cái ưu đãi như sau. Thứ nhất đó là sẽ miễn phí 30 đô la sinh khi mà xin student pass. Và thứ hai là hỗ trợ học phí cho sinh viên ở cái chương trình như là Anh văn, cao đẳng, đại học, thạc sĩ. Với mức hỗ trợ tương đương là 5.100.000 đồng cho đến 25.500.000 đồng. Và thời gian áp dụng là vào trong năm 2013. Và trong năm 2013 này thì Học viện MIS có hỗ trợ cho sinh viên của trường Melia Việt Nam khi mà apply vào MIS trước ngày 30 tháng 3 năm 2013 như sau. Đó là miễn phí phí đăng ký là 300 đô la sinh, phí quản lý sinh viên quốc tế là 600 đô la sinh. Và mọi thông tin chi tiết thì các bạn có thể liên hệ đến văn phòng Tân Đại Dương hoặc là truy cập website tandaiduong.edu.vn hay tddvn.com để được tư vấn miễn phí.